Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hôm nay rất vui mừng là có bác khách ở trên Hoàng Mai Hà Nội đã trực tiếp về với cửa hàng Ngọc Japan để lựa chọn cho mình một chiếc ghế. Thì bác có trải nghiệm qua các dòng ghế. Thì đầu tiên là bác ngồi chiếc Latina 3500 kia. Sau đó thì mình có tư vấn với cái độ tuổi của bác với cả cũng như mong muốn của bác gái. Thì mình có tư vấn sang dòng Furikyo này. Đây là chiếc AS840. Đây các bạn đang thấy nó đang vặn mông kia. Đấy, nó vặn một mông này sang. Đấy. Thì mình xin cái cảm nhận của bác. Bác ơi, bác cho mọi người biết bác tên gì ạ? Tôi là Thắng. Vâng. Thắng ở Tam Kinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Dạ vâng. Thế bác về đây bằng gì hả bác? Tôi về đây bằng xe buýt. Đấy, vâng. Thực ra thì cũng là biết bác đi xe buýt về thì bỏ để ra đón. Nhưng mà bác gọi Zalo nên lúc ấy mình lại không nghe được máy luôn, thế là vì sao lại bác lại đi xe ôm từ bến xe về cho bác nhỉ? Rồi. Vâng, mất 20.000 nữa bác nhỉ? 20.000 thôi. Vâng. Thì mình cũng có trao đổi là thực ra là rất quý mọi người khi đến tận nơi. Thì thực ra thì nói cũng để vui thôi, nhưng thực ra là cái tiền mà mọi người đi lại này thì cháu tặng bác ạ. Thế là bác không mua, cháu vẫn tặng bác. Ý như qua cháu nói. Dạ vâng. Không, tôi cứ quyết tâm mua chứ phải không? Vâng, bởi vì rằng là thì theo bác thì bác thấy cảm nhận cái ghế này nào? Trải nghiệm tôi thấy rất là thích, và thứ hai là chắc từ người nhà cũng đồng ý thôi, không có đề gì. Dạ vâng, vâng ạ. Vì bà xe xe thôi, không đi xa được, cố gắng là mình đi trước để mình quyết tâm thực hiện được cái ý tưởng của mình, đồng thời là mình sẽ quyết tâm rèn luyện cho tuổi già có sức khỏe. Vâng, mình có tuổi rồi, khai thác cái khoa học kỹ thuật của hiện đại. Vâng. Cái đồ Nhật. Vâng. Tôi có đam mê cái đó. Bác đã bao giờ ngồi ghế ở ngoài siêu thị hay gì chưa? Ngồi rồi, nhưng mà tôi nặng cái ngại ngùng về cái chuyện người ta nói một đằng người ta làm nhỉ. Vâng. Đây thì cơ sở của mình đây thì tôi cũng theo dõi rất là kỹ. Vâng. Thứ hai là nó thật chất, người thật việc thật. Vâng. Nhưng mà tôi cũng rất cứ muốn là phải đến tận nơi. Vâng. Trải nghiệm thì mình có thể mình chọn cái này hoặc cái khác thì nó phù hợp cho mình hơn. Vâng. Phù hợp cho người nhà hơn. Vâng. Tôi rất là cảm ơn cửa hàng cũng vâng. Rất là tận tình, dạ, vâng. Chú đáo tỉ mỉ. Không phải là tôi thực hiện đây mà tôi thấy vậy mà tôi nói, nhưng mà thực ra là những cái clip tôi theo dõi là rất là tốt. Vâng. Và kể cả đêm dỗ dậy tôi xem đấy. Dạ vâng. Tôi chỉ sống với cái kia nó kinh phí thấp hơn một chút. Dạ vâng. Tôi băn khoăn chưa thực tế cho nên là cái đó thì nhưng mà lấy rồi. Đấy, bác thấy rằng là bác trải nghiệm hai mẫu nó khác nhau vài triệu thôi, nhưng bác có thấy rằng là cái cảm nhận về cái ghế này thế nào ạ? Đúng rồi, cái ghế này nó đánh những cái bài hay, thứ hai nó dây huyệt đạo đúng không? Và rất là chuẩn. Tất nhiên mình nhỏ hơn người Nhật, chứ mà nó cảm thấy cũng là tác dụng. Đấy, đây nó đang kéo giãn chân đấy. Bác thấy cái chất lượng ghế mà như cháu quay video ở trên với ra ngoài thấy thế nào bác? Tôi thấy là so với cái cả clip tôi theo dõi là thật. Vâng. Chứ không như cái chỗ khác mình cũng chưa tin lắm. Đây qua trải nghiệm mình thấy là được. Dạ vâng, và cháu rất cảm ơn bác đã về cho cảm nhận như thế. Thực ra là cháu cũng cố gắng tư vấn cho mọi người làm sao mà hợp lý nhất. Bởi vì thực ra là mình làm video thì mình cũng chỉ nói cái độ đẹp của nó vừa phải thôi. Để chủ yếu là làm sao khi mà người ta nhận được cái ghế, người ta thấy nó ít nhất là nó phải đúng như cái sự thật và nó đẹp hơn. Chứ không thì cái cảm giác người ta nhận mà ví dụ mua qua nhiều người mua online, mọi người tin tưởng cho mọi người mua luôn ấy, mà khi nhận mà nó không đúng như mình nói thì nó sẽ mất thiện cảm. Đúng. Tôi cũng mua hàng vàng nhiều rồi, cho tôi không bị từ cây cảnh cho đến các cái đồ vật bình thường, rồi một số cái máy móc cầm tay rồi cầm rất nhiều rồi, nhưng mà tôi vẫn đến tận nơi tôi mua thích hơn. Dạ vâng. Và cơ sở như thế này, cửa hàng này mình cảm thấy rất là thoải mái. Dạ vâng. Chất lượng thứ hai là có cái đồ nó thật, cho nên tất nhiên là tiền nào của nó thôi. Vâng. Chứ không có thể mình ít tiền mình đòi hơn được. Vâng. Mà mình cũng là nhà kỹ thuật cho tôi mình. Trước bác làm gì ạ? Tôi là một kỹ sư ở Bách Khoa. Đào Bách Khoa à? Vâng, cháu học xây dựng K51. À, thế là tôi có ngày 2 đào Bách Khoa. Dạ vâng. Khoa cơ khí điện kim chuyên về vật liệu. Vâng, sau cháu tôi đi phục vụ bên quân đội là chuyên môn làm các cái vật liệu cho súng pháo tên lửa và các bạn. À, vâng ạ. Thế bác năm nay bao tuổi hả bác? Tôi năm nay 72 tuổi. Ủa, bác 72 tuổi được ạ? 72 tuổi nhìn bác trẻ thế. Dạ vâng, vâng. Đấy, cũng về thể thao đấy. Không, do nếu 72 tuổi thì quá trẻ. Tôi vẫn còn chơi xà đơn và xà kép. Vâng, cháu chỉ nghĩ bác là độ tầm 50, hơn 50. Trời, 50 nào. Dạ vâng. Bơi vẫn thể thao, xà đơn, xà kép. Vâng, đấy, bác thấy con này nó đánh, nó chi tiết. Cái này nó thiết thực. Dạ vâng ạ.
Vâng, cháu rất cảm ơn bác. Đây kia rồi cũng nếu mà tiện tí giao cho bác thì cháu cũng giao một chiếc Furikyo đây, đang chuẩn bị bọc đi. Đây là chiếc AS850 giao cho anh Vinh ở trên cũng gần Hoàng Mai đấy, thì là, đây là anh ấy ở chỗ khu vực Văn Giang Eco Park. Đây, vừa qua thì đăng lên. Và hôm qua đăng lên thì anh ấy đã lấy rồi. Chiếc 860 này thì đã hôm qua đã có anh ở Việt Trì, Phú Thọ đã chuyển khoản và có hẹn anh ấy là thứ hai này sẽ giao. Còn chiếc trắng này thì hôm qua đã bán cho một cậu ở bên Nhật, cậu ấy có mua về để biếu tặng bố mẹ, bởi vì cậu đi lao động thì bây giờ có điều kiện một chút, thì cậu ấy đã nhờ mình thứ hai là sẽ giao ra ngoài Kiến An, Hải Phòng cái chiếc này, bởi vì chiếc này nó vừa tầm tiền và bạn ấy thấy nó phù hợp với cả gia đình bố mẹ bạn ấy, nên là thứ hai là mình sẽ giao. Còn một chiếc này thì đã chuyển cho anh Phong ở chiếc Latina 3500, đã chuyển cho anh Phong ở trong Bình Dương. Hiện tại mình cũng rất, còn rất nhiều ghế massage nội địa Nhật. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0974945555. Mình là Ngọc Japan. Thân ái chào tạm biệt các bạn.